rau mực. Đây là một ít mồi để mà lai rai ở giữa biển sông. Chào cả nhà nha. À, cả nhà bây giờ là tối nay thì ông anh của mình ổng đi biển vô á, ổng có đã cho mình một cái miếng mồi rất là ngon. Anh em làm lai rai chơi á cả nhà nè. Cả nhà thấy không? Đây là răng mực. Răng mực với lại rau mực á. Đó, đây là cái món đặc sản đặc biệt nhất của cái con mực rất là ngon cả nhà. Tối nay anh em mình sẽ uống với một ít rượu sâm. Làm cái món hấp à, rất là ok luôn. Hấp với nước dừa á. Tối nay hai anh em mình sẽ làm một ít mồi để mà lai rai ở giữa biển sông cả nhà thấy không? Đó. Ở trước mặt nhà mình vậy đó. Nói chung là mồi rất là bén nha. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Đó, đây là răng mực. Răng mực với cộng thêm rau mực nữa. Cái món thì nói chung là cái bộ phận quan trọng của mực với lại cái rau á. Trời ơi. Ông anh mình chơi thêm bí dừa nữa nè, là cả nhà thấy đã không? Con này nhậu đã. Ô, dính một lá nè cả nhà ơi. Ông anh mình dính được một lá nè. Trời ơi. Tại biển luôn. Tại biển luôn. Trời ơi. Nó xịt vô điện thoại Vinh. Dạ không sao anh. Lùm lá cả nhà ơi. Mới to quá. Dạ. Bỏ dưới cái rá. Bỏ đi thôi. Bỏ dưới cái rá. Lùm cả nhà lùm ơi, ngon rồi. Rồi anh em kiếm mực ăn mì cả nhà. Tại trời mưa này hay có mực lắm. Mới vừa có một con rồi đó. Mới có một con. Mai cái gì anh câu mấy con em đem cho nó mì ăn. Đó, cả nhà thấy không? Đây là rau mực, đây là trứng mực nang. Đó, cả nhà thấy không? Đây là trứng mực nang nha. Đó. Đây là một bữa tiệc mà người anh dặn tặng cho mình. Đây. Đây là mì tôm luộc với nước dừa cả nhà. Đó. Mì tôm luộc với nước dừa là cả nhà biết rồi đó, ngon lắm. Lần sau mình sẽ quay một cái món giống vậy cho cả nhà xem. Với lại mình bỏ gia vị, với lại mình bỏ luôn mấy cái đồ ngon ngon đó, tôm mình sẽ bỏ đây nè. Đó. Chắc lần sau mình sẽ mua có 3-4 trái dừa để bỏ mỗi gói mì vô đây. Bé lắm mọi người ơi. Đó. Còn xung quanh đây là biển tối sao, tối thui rồi. Còn đây trong bờ nè. Đó là những cái đảo đó. Tuyệt vời lắm mọi người. Mồi bén. Quá hấp dẫn cả nhà thấy không? Ngon. Ra đây nhậu với anh Lợi nè, anh em có mực nè. Cả nhà thấy không, đây là mực tối anh ông anh mình câu rồi cả nhà. Này thấy nhỏ chứ ăn ngon lắm cả nhà ơi. À, mới sáng sớm cảnh tượng ở đây rất là đẹp ha cả nhà thấy không?
đó, mặt trời chói á, nó hơi vàng vàng xíu. Nhìn cái nhà sáng sáng ở đảo đẹp ha, nhà thấy không? Mấy ngày này là mấy ngày bình thường thôi, chứ còn mà trời sóng là nhìn thấy ớn lắm, nó đánh giặt giờ nhìn không được đẹp. Anh em mình sẽ vô bờ cả nhà, thấy không? À, giờ đang đi vô bờ đó. Mình vô bờ để coi mình làm món gì cho cả nhà xem ha. Nói chung mực này ít lắm, thì mình chắc cũng một là luộc lên hoặc là chiên lên, đâu cái mình chấm muối ớt chanh vậy thôi à, để gửi tặng đến mọi người cùng xem ha. Với lại cảm ơn ông anh của mình dành tặng cho mình rất là nhiều hải sản quý cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình đã vô tới bờ rồi, bây giờ mình sẽ rửa cho sạch sẽ mực, rồi sau đó cái mình chiên lên, và mình cái mực nhỏ nhỏ này rất là ngon nha. Đó, tại cả nhà đừng thấy nó nhỏ mà ăn dở, chứ bự chú chắc gì ngon cả nhà, càng bự thì nó càng dai, rồi nói chung độ ngon nó còn ngọt nữa, chứ nhỏ ăn ngon ngon lắm. Thì mình sẽ chiên hoặc là mình nướng hay là cái gì đó, thì cả nhà chờ xem mình sẽ làm như thế nào ha. Cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ quyết định là mình sẽ sắt ra làm một hai khúc vậy đó, rồi sau đó cái mình xiêm vô cái tâm đó cả nhà, rồi mình sẽ chiên giòn lên và mình sẽ ăn với cái muối ớt chanh mà mình thường hay làm đó. Thì để coi thử coi nó ngon thế nào cả nhà. Thì mình không ướp gì hết trơn, mình sẽ sắt ra mỗi con là ba khúc và cái miếng như cái tâm, sau đó cái mình chiên lên giòn ăn ngon. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm mấy cái gia vị này ra để mà mình làm nước chấm cả nhà. Đó, mình sẽ làm nước chấm ăn với mực. Ớt nhỏ nhỏ cả nhà, ăn cay chịu nổi. Rồi đây đây, mình sẽ làm nước chấm, nước chấm chua ngọt. Đây là chả cá thu, đây là chả cá thu nè mọi người. Ủa, ngon ghê chứ. Đây, giờ sẽ lấy một mực này ra ha. Một mực nè. Rồi, lấy tâm luôn đi. Mở nó. Đây là lấy tâm ha. Tâm như này nè. Ở đâu? Đây nè, bên đây nè. Rồi, tâm nó quậy chứ rớt ra đó. Xuống đi, thả xuống đi. Có cần rửa tâm không? Bây giờ là mình sẽ đổ dầu ăn vô và bắt đầu cái mình chiên ra cả nhà. Nè, mình sẽ chiên giòn lên rồi mình ăn với cái này. Rồi được rồi, được rồi. Vừa thấy không? Đó. Rồi. Bây giờ là mình sẽ bắt lửa lên và đầu mình chiên giòn lên và mình thưởng thức ăn cả nhà. Cái này làm mình không có ướp gì hết trơn á.
nhà ơi, bây giờ là mình đã chiên giòn và thơm cái mùi mực ở cả nhà đó. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng bắt đầu thưởng thức với mình cái món mực chiên giòn. Cái loại nhỏ nhỏ này rất là ngon cả nhà, nước nói chung là cái thịt nó rất là ngọt. Thì bây giờ mình sẽ lấy nó ra và mình chấm với cái muối ớt chanh mà mình đã tự chế ra đó. Thì mình mời cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình nha. Thèm quá cả nhà ơi, chưa ăn cơm luôn. Giờ mà cái nhà cũng bắt đầu thưởng thức thôi. Từ từ, đưa đây, đây còn lại. Mình cái trình ngọn ơi, bữa nào làm lại đi cậu ơi. Khó quá à. Hả? Bữa nào làm lại đi khó lắm á. Cái này chấm cái này ngon, còn nó sảy luôn. Rồi, mời cả nhà nha. Bắt đầu mình chúng ta thưởng thức cái món này nha cả nhà. Này ngon lắm mọi người. Cái này cái gì à? Mình sẽ đút cậu mình ăn. Lấy này ra được không? Nóng không? Được, cái kia được đó. Nó đang còn nóng. Con sẽ ăn kem. À! Lấy muỗng ra đi. Lấy muỗng ra thì... Như đây mà sao đủ ha? Xuống thì sao đủ? Ơi, bữa nào đi làm tiếp đi cậu ơi. Ăn này ngon lắm đó. Kiếm lại bữa đi. Bữa nào kiếm bận bận đó. Cái này cả lấy gì chưa? Thảo ơi, ngon không? Dù ăn xong muỗng nó hỏi rồi thì con trả lời sao? Trả lời là cô xin chưa làm. Nếu mình cháu xin là một tháng nữa, một tháng cũng chẳng ta bằng. Bán nữa kiếm bán hâm tiền mấy triệu con lắm cả nhà ơi. Chung cái loại mực này nó nhỏ mà thịt nó rất là ngọt cả nhà, nãy chảy mồ hôi quá trời luôn. Ngon quá cả nhà ơi, ngon mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà ơi. Ôi cũng mà còn nhỏ, cứ nó còn nhỏ cả nhà. Cái đầu cái nó còn nhỏ cũng còn tươi ngon lắm nha, rất là ngon anh. Cũng nó rất là ngọt. Mình không có bỏ gia vị trơn mà ăn ngon cả nhà. Bỏ gia vị mới còn ngon thôi nha cả nhà. Ngon quá. Cái này cậu này mới đứt chấm thằng thánh của mình. Quá đã cả nhà. Nói chung đây là một cái video mà mình muốn gửi tặng đến cho tất cả mọi người biết được đây là cái món mực rất là ngon. Tuy nó nhỏ nhưng mà thịt của nó rất là ngọt và ăn vô không có hề dai mấy. Nói chung là vừa đủ dai thôi. Nếu cả nhà mà muốn chiên, muốn giò hoặc là muốn bỏ bột vô thì cũng được thôi. Cái này mình không bỏ bột. Đó, nên ăn vô nó vậy. Thôi, bây giờ mình xin tạm dừng cái video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh để càng ngày càng vững mạnh và để Sinh có động lực ra tiếp những sản phẩm đẹp hơn và ngon hơn nữa. Tạm biệt, xin chào mọi người. Bye bye. Đây là chả cá thu nè mọi người. Đó, bây giờ mà chả cá thu này mình sẽ chấm với cái này nghe cả nhà. Trời ơi nó ngon, dâu rất là ngon nha mọi người.
Đây là chả cá thu nha, ngon lắm cả nhà ơi. Đằng sau chắc mình sẽ làm thử cái món này cho mọi người xem ha. Cái này là mẹ mình làm nha. Ừ, quá ngon.